sau bao nhiêu ngày đợi chờ thì em nó cũng đã có hàng trở lại anh chị. Một cái chiếc laptop đẹp 400% của em Cường mà được nhiều cô chú anh chị ủng hộ nhất từ đó đến nay đó, là cái dòng máy Dell Inspiron 5430. Thì đúng rồi, ủng hộ nhiều là có lý do của nó anh chị. Anh chị xem nha, nhôm nguyên khối từ A đến Z luôn. Chip á, là Core i7 thế hệ 13 1360B nha, chip B rất là khỏe, RAM 16GB, ổ cứng 1T, chưa có hết đâu. Màn hình của em đó là màn hình 2.5K. Trời ơi, mà nó chỉ có 18 của 2 thôi. Em nói cái điều này á, mà không hết thì nó cũng lạ đúng không anh chị? Nó hết thì nó bình thường quá, không hết nó mới là lạ. Những cái mẫu máy này nè, ngon bộ rẻ thì nó sẽ không có nhiều và nó sẽ có từng đợt thôi. Bây giờ em Cường về được khoảng chục chiếc anh chị. À, một chục chiếc cái hè này. Bây giờ những cái bạn sinh viên nè, hoặc là những cái cô chú anh chị nào mà chưa có mua được cái mẫu này lúc trước á, thì em nói phải nhanh tay nha. 18 của 2 với cấu hình này, màn hình này toàn diện hết luôn, nhôm nguyên khối nữa. Mà đến từ nhà Dell anh chị, chứ không phải đến từ một cái thương hiệu nào khác nha. Em nói cái deal này mà không ngon làm sao được anh chị. Đó, chưa hết đâu. Em Cường bảo hành cho cô chú anh chị 12 tháng, 30 ngày đầu lỗi đổi. Anh chị thấy không? Đổi là nhanh gọn lẹ nha. Cái vấn đề bảo hành bảo trì của em Thường thì em nói là khách hàng mà đã mua hàng em rồi thì không cần phải nói nữa. Nhưng mà em muốn nói để cho cô chú anh chị nào không biết á, chưa có ủng hộ em lần nào đó, biết để mà đặng mà yên tâm ủng hộ em. Rồi thì những cái kèo này thì cô chú anh chị phải nhanh, cái đó là em chắc chắn rồi, không nhanh thì chắc chắn là mất được, thế thôi.